khi mà dân Vũng Tàu mình muốn nuôi lươn hoặc là phải đi về miền Tây nuôi thì lấy con giống rất là xa, thứ nhất là xa, thứ hai là cái chuyện mà sốc nước hoặc là bệnh hoạn của nó là nó khả năng chết là nó cao đó, thì tổn thất đến cái kinh tế của bà con. Thì từ đó tôi mới nghĩ là ý định là mình tự cung tự cấp ở cái tỉnh mình, nghiên cứu từ từ ra thì bây giờ tôi đã làm mình giống thành công được cái trại của mình. Thì thường mùa mưa là con lươn bắt đầu nó sinh sản, thì rất là cao điểm là thường hết mưa thì nó hết sinh sản, thì nên chúng ta chịu khó tạo mưa cho nó là cứ một ngày là một lần, thì đến khi mà nó khoảng một tuần thì mình ngừng thì nó sẽ đẻ rộ lại xong mình bắt đầu mình thu hoạch, xong mình sẽ làm tiếp như vậy, vừa tạo mưa thay đổi nước vệ sinh nước trong trường mà cũng là vừa cái kích thích cho con lươn nó duy trì cái sinh sản. Hiện tại thì mình mới khởi điểm thì mình làm khoảng là 500 con giống bố mẹ đó. Đầu năm thì mình sẽ lên kế hoạch nó sẽ lên là 1.000 đến 1.500 bố mẹ để cho nó ra sản lượng thịt là khoảng 40 tấn.